Con giáp tuổi Đinh Mùi năm 1967, nữ mạng bất ngờ trúng số đổi đời, giàu sang nứt vách năm mới năm 2024. Quý vị thân mến, cuộc sống vốn không phải xả trải sẵn hoa hồng cho bất cứ một số phận nào. Mỗi người sinh ra thì đã được định sẵn phải trải qua khó khăn để trưởng thành. Muốn kiếm tiền thành công cho bản thân, phải can đảm đối diện với thử thách. Có đôi khi, sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại ê chề. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, đã thảm hại như thế nào, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Và theo luận giải mới đây nhất có chỉ ra rằng, đúng năm 2024, con giáp tuổi Đinh Mùi nữ mạng sẽ bước qua gian khổ, vươn lên đón lộc tài sau bao ngày vất vả không chùn bước. Vậy vận trình của con giáp này sẽ có gì đặc biệt? Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm lời giải đáp ngay trong video dưới đây quý cô bác nhé. Video ngày hôm nay gồm các phần chính sau. Thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Thứ hai là vận hạn con giáp Đinh Mùi nữ mạng trong năm mới. Thứ ba là luận giải chi tiết vận mệnh 4 tháng đầu năm, 4 tháng giữa năm và 4 tháng cuối năm. Cuối cùng là các cách giải hạn và lời khuyên cuộc sống. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024 nữ mạng. Năm sinh 1967, tuổi 58 tính theo lịch âm. Cung mệnh Ly Hỏa, thiên can Đinh, địa chi Mùi. Hạn trong năm Huỳnh Tuyền, bệnh nặng hao tài, tam tai. Năm 2024, quý cô không dính hạn tham tai. Kim lâu, quý cô không phạm kim lâu trong năm 2024. Sao chiếu mệnh, thái âm là một trong những sao có tác dụng tốt đẹp. Chính vì vậy, năm nay mọi việc sẽ luôn suôn sẻ và thuận lợi với quý cô. Cánh cửa thành công trong sự nghiệp sẽ mở ra và quý cô sẽ nhận được những tin tức tốt lành về tình cảm, đặc biệt là trong tháng 9. Tuy nhiên, trong tháng 10, quý cô cần chú ý đến sức khỏe để tránh những tai họa đáng tiếc có thể xảy ra. Thái âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt, chặt tay trẹo giò. Đàn ông ít nặng, nhẹ lo. Đàn bà khẩu thật, đôi co quấy dày. Thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình. Đất bằng sóng dậy thình lình, cầu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với phần 3, phần giải đoán vận hạn chi tiết người tuổi Đinh Mùi nữ mạng trong năm 2024. Đầu tiên là 4 tháng đầu năm. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi nữ mạng 4 tháng đầu năm 2024. Người tuổi Đinh Mùi nữ mạng có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này. Trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình. Chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, bạn có thể sẽ gặp phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua. Thậm chí trải qua khó khăn, bạn nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng. Đôi bên có thể hợp tác sâu rộng trong tương lai. Các tinh tử vi cũng góp phần giúp cho đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường, khiến những người còn đang băn khoăn với những lựa chọn trong tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ nhanh chóng và vững vàng hơn rất nhiều. Tử vi tài lộc. Theo tử vi 4 tháng đầu năm 2024 tuổi Đinh Mùi nữ mạng âm lịch. Con đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.
Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong 4 tháng đầu năm này, bạn không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo, đồng lượng chảy vào túi cũng đều đặn hơn. Bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng, đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi. Do đó, nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh mở rộng thị trường nào, thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới, có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Tử vi gia đạo, trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, thì con đường tình duyên gia đạo của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều mà bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình. Bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà, nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp, không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Đến khi bạn thấy hối hận thì có thể đã quá muộn rồi. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng không có nhiều biến động trong 4 tháng đầu năm 2024 này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ. Không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy. Tiếp đến là bói mệnh tử vi 4 tháng giữa năm 2024. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi nữ mạng 4 tháng giữa năm 2024. Xem tử vi 4 tháng giữa năm 2024 tuổi Mùi âm lịch về sự nghiệp, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song thời điểm này vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi này. Nguyệt lệnh Lâm Quan Đới chủ về sự thăng tiến chức. Theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt, Quan Đới rất có lợi cho người làm quan chức, lãnh đạo cấp trên, tức những người nắm quyền hành trong tay. Rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác, nhưng yên tâm là điều theo chiều hướng tích cực. Nhưng nhắc nhở tuổi Đinh Mùi nữ mạng, đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng có lợi thế trong tay, bạn càng cần giữ vững phương châm thắng không kiêu, bại không nản, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định thì 4 tháng giữa năm này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Mọi việc chỉ có thể được coi là suôn sẻ. Bản mệnh cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đặt ra thì chắc chắn có thể thu hoạch đáng mừng. Với sự chắc chắn của mình, con giáp này có thể tạo dựng được sự uy tín ngày càng cao trong mắt mọi người. Dù vậy, hung tinh Thái Tuế cũng dự báo về hung hiểm tiềm ẩn. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt. Hãy thận trọng với những người xung quanh, đừng vội tin tưởng lời nịnh bợ nhằm bịt mắt bạn. Càng những người càng ít giao thiệp nhưng sởi lời, bạn càng cần đề phòng để tránh thiệt thân. Đồng thời, tập trung tinh lực vào công việc, bỏ ngoài tai rắc rối thị phi, làm tới đâu thì sẽ thấy ngay thành quả tới đó. Tử vi tài lộc. Xem tử vi 4 tháng giữa năm về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi nữ mạng được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Ban đầu
bạn có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư do chưa chắc chắn về tính hiệu quả. Song dưới sự phù trợ của thực thần, bản mệnh vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp được những mối đắc đáng tin cậy, việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi hơn. Hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích, mở cửa hàng kinh doanh. Khởi nghiệp bước đầu có thể gặp khó khăn, nhưng nếu thực sự nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng. Với người làm công việc ổn định, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài lộc lại giảm sút được. Bởi vậy, những chú dê cứ cao gối mà ngủ, nỗ lực phấn đấu rồi cũng sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sán lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi, nhìn thấy thành quả rồi, bạn tự tin đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng thì chắc chắn có thể thuyết phục được cấp trên. Dẫu tiền bạc rủng rỉnh là thế, nhưng nhắc nhở bản mệnh đừng vội chủ quan khinh suất, luôn có thái tuế hung tinh rình rập phía sau. Tiểu nhân chỉ chờ trực bạn lơ là lập tức ra đòn đánh úp, gây tổn thất tiền của. Càng có tiền trong tay, bạn càng cần sáng suốt và thận trọng hơn trong tâm tư. Có thính kiến rõ ràng, đừng chỉ biết nghe và làm theo phong trào, rủi ro tiềm ẩn sẽ rất cao. Tử vi gia đạo, 4 tháng giữa năm 2024 âm lịch này, công việc và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi nữ mạng có nhiều sự tăng tiến. Nhưng rất tiếc là chuyện tình cảm cá nhân vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Điềm báo tử vi nhận thấy, Mùi có nhiều vấn đề cần giải quyết sớm. Càng để lâu thì chúng giống như quả bom hẹn giờ đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Trong đó, nguyên nhân chính là có người thứ ba xuất hiện xen ngang vào mối quan hệ của bạn, chia rẽ tình cảm gia đình. Tử vi sức khỏe, về phương diện sức khỏe, thể trạng của Đinh Mùi nữ mạng cũng chưa có nhiều cải thiện trong 4 tháng giữa năm 2024 âm lịch này. Một số người xuất hiện các triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau nửa đầu, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày đều có thể xuất phát từ nguyên nhân do cơ thể lao lực do làm việc quá sức. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng cường sức đề kháng cho mình. Ngoài ra, xem phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ về ốm đau bệnh tật sẽ xuất hiện ở cung chính nam. Khu vực này cần được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đừng để xui khí của nhị hắc có cơ hội bùng phát, nguy hại cho sức khỏe của bản mệnh và các thành viên trong gia đình. Cuối cùng là tử vi dự đoán 4 tháng cuối năm 2024. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi nữ mạng 4 tháng cuối năm 2024. Xem tử vi, thiên ấn xuất hiện trong 4 tháng cuối năm này, báo tin vui cho con giáp tuổi Đinh Mùi nữ mạng biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng năm qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người nhận được nhờ sự chăm chỉ và vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyện sẽ gây áp lực cho người tuổi Mùi, khiến bạn nghĩ ngợi, căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Cần chuẩn bị tâm lý khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm công việc, nên tìm kiếm cộng sự nếu có thể. Điều quan trọng là đón nhận sự giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, bởi đó là con đường hai chiều. Tử vi tài lộc, tử vi 4 tháng cuối năm 2024 chỉ ra rằng đây là cơ hội để bạn cải thiện tình hình không thuận lợi, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc, nhưng cũng cần nhắc nhở bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm, bạn có thêm năng lượng và sự tự tin để giải quyết mọi áp lực một cách có trật tự, tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân. Thông qua các mối quan hệ, bạn cũng có thể có thêm cơ hội kiếm tiền. Những người đang nghiên cứu có vận may, cơ hội thăng tiến tốt. Tử vi gia đạo, tử vi 4 tháng cuối năm tuổi Đinh Mùi nữ mạng âm lịch chỉ ra rằng nhờ có tam hợp mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi này có một thời điểm mới rất rực rỡ, vui vẻ hơn trong các cuộc gặp gỡ, hẹn hò. Nhờ thế mà bạn cân nhắc rõ hơn việc hòa thuận với gia đình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng có xu hướng khoe khoang, trưng diện cho mình về vật chất. Chính điều này sẽ dễ thu hút người có sở thích xa hoa, phung phí. Bạn nên ưu tiên chọn trang phục đẹp nhưng nhẹ nhàng, đừng làm quá mọi chuyện lên. Bạn cũng có thể tháo gỡ được những tình trạng khó khăn về cảm xúc, giải quyết xung đột trong quan hệ cha mẹ, con cái, gia đình. Nên điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tử vi sức khỏe,
tử vi 4 tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con giáp tuổi Đinh Mùi nữ mạng. Cũng chỉ vì bạn lơ là chăm sóc cơ thể mình, có thể vì cố gắng đạt được các mục tiêu trong cuộc sống nên bạn đã bỏ bê việc cải thiện sức khỏe. Không những thế, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe. Lúc này bản mệnh nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn, mà khi thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên lưu ý hơn trong việc tạo độ ẩm trong môi trường sống của mình nhé. Ngoài ra, để giải tỏa căng thẳng thì cũng đừng quên dành thời gian sắp xếp lại không gian sống của mình. Một không gian ngăn nắp sẽ đem đến sự thoải mái trong tâm trí. Thực hiện thói quen dọn dẹp đơn giản nhưng lại mang tới hiệu quả không ngờ đấy nhé. Tiếp theo chương trình sẽ là cách giải hạn năm 2024 cho quý vị tuổi Đinh Mùi. Chiếu theo niên hạn năm nay, Đinh Mùi nữ mạng vướng hạn Huỳnh Tuyền. Để trả lời sao Huỳnh Tuyền là gì? Hạn Huỳnh Tuyền là gì? Ta cần hiểu, Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng. Tương truyền ở dưới âm phủ có một con suối nước lấp lánh vàng, ở miền Bắc Việt Nam gọi là Hoàng Tuyền, còn miền Nam Việt Nam gọi là Huỳnh Tuyền, theo âm điệu, thổ ngữ vùng miền. Với ý nghĩa được nghe thấy suối vàng ở dưới âm phủ, thì hạn này mới khi nghe tên đã thấy cảm giác nặng nề, không an toàn, mức độ nguy hiểm cao. Có thể đau yếu thập tử nhất sinh, hoặc nặng nhất thì từ giã trần ai, chút mọi khổ đau, bụi trần trong cõi nhân sinh và ngao du trốn bồng lai tiên cảnh. Nhiều tài liệu khác đề cập rằng hạn Huỳnh Tuyền khi gặp phải đương số thường mắc bệnh đau đầu, chóng mặt, xây sẩm, kỵ kinh doanh, giao thương trên sông biển, nên tránh xa sông nước. Ngoài ra, cũng không nên làm chứng hay đứng ra vay tiền, bảo lãnh cho ai vay mượn tiền nong, thường phát sinh những chuyện rất bất lợi. Như vậy, hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu thì chắc chắn khi đã mắc bệnh thường kéo theo nhiều hệ lụy khác liên quan, chắc chắn sẽ hao tốn tiền bạc trong quá trình chạy chữa, thuốc men. Sức khỏe không đảm bảo thì việc làm ăn, kinh doanh, phát triển sự nghiệp gặp trở ngại lớn, không thể đảm đương được, cuộc sống rơi vào bế tắc, đen tối. Ngoài ra, do đầu óc, tinh thần thiếu tỉnh táo, việc xét đoán ra quyết định không được chuẩn xác, nên tránh tình trạng bảo lãnh, làm chứng, đứng ra vay mượn tiền hoặc cho người khác vay mượn tiền để khỏi tổn thất. Tuyệt đối không kinh doanh buôn bán, giao thương trên sông, biển. Hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Căn cứ vào những đặc điểm như đau đầu, xây sẩm, chóng mặt, thì trong y học người ta thường thấy nó giống với các triệu chứng của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ của nhiều cụ già. Mà đối với các cụ lớn tuổi, mặc cho hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu ra sao, khi gặp phải bệnh này nếu không được xử lý kịp thời thì vô cùng nguy hiểm. Các biện pháp hay chính là cách giải hạn Huỳnh Tuyền thường không có. Tuy nhiên, căn cứ vào những đặc điểm kể trên, ta cũng rút ra một số cách để giải hạn Huỳnh Tuyền là cần tránh đầu tư quy mô lớn trong các hoạt động kinh doanh thương mại, không vay mượn tiền hoặc đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền, không đi lại các khu vực sông nước. Đây là điều thứ nhất trong cách giải hạn Huỳnh Tuyền. Vận dụng cách giải hạn Huỳnh Tuyền, vấn đề sức khỏe cũng cần phải tuyệt đối giữ gìn, nên có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, phù hợp và khoa học. Nên luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đối với những cụ lớn tuổi có nguy cơ cao tăng huyết áp, cần có chế độ dinh dưỡng riêng biệt. Nên ăn kiêng, giảm bớt lượng muối, mỡ động vật, không sử dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, vì những loại thực phẩm trên là kẻ thù của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ ở người cao tuổi. Đây là điều thứ hai. Nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần phải gặp hạn mới thực hiện, mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Đây là điều thứ ba trong cách giải hạn Huỳnh Tuyền. Việc tìm hiểu kỹ những vấn đề như hạn Huỳnh Tuyền là hạn gì, hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu, biểu hiện của hạn Huỳnh Tuyền là gì, cách giải hạn Huỳnh Tuyền như thế nào, là rất cần thiết để cho con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vất vả và hướng tới cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Cuối video, Phong Thủy Phát Tài xin gửi tới quý vị những lời khuyên cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Xin hãy thư giãn và cùng chiêm nghiệm nhé. Tâm tĩnh lặng, sống thiện lành là gốc của phúc báo. Thứ nhất, học cách trở nên tĩnh lặng. Hãy giữ cho những suy nghĩ của bản thân tĩnh lặng xuống, giảm bớt ham muốn của bản thân. Một khi ham muốn được giảm xuống thì cơ hội sẽ càng nhiều, giống như câu lùi một bước biển rộng trời cao vậy. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình
mới có năng lượng để yêu thương chân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. Bảo trì tâm thái bình tĩnh. Mỗi khi gặp những sự tình không vừa ý, hãy bình tĩnh. Đời người, ai không gặp những sự tình không vừa ý, những chuyện phiền phức. Thuận theo tự nhiên, để đối đãi với cuộc đời, bạn sẽ giữ được tâm thái bình tĩnh. Đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có ưu điểm riêng của bản thân mình, ai cũng có một nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. Video đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau trên kênh Phong Thủy Phát Tài nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình ra thêm nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị.